Các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm những cánh hoa từ vải voan. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.